Xin chào tất cả các bác đã quay trở lại với Sóng Âm Thanh. Và hôm nay thì em đang test một cái dàn mini array để gửi cho một bác khách. Và ngày mai thì em lắp luôn cái set light array này. Và nhìn cái loa và súp ở đây thì chắc là không cần phải giới thiệu quá nhiều đúng không? Các bác nhìn này thôi thì em nghĩ là rất nhiều bác nhận ra cái loa này là muốn bê nó ngay về nhà rồi. Nhưng mà không phải là ai ở Việt Nam cũng đủ điều kiện kinh tế để chơi những cái set như này các bác nhé. Bởi vì nếu như mà là hàng mới ấy, cái bộ này giá nó xương xương, thấp nhất nó khoảng tầm trên 500 triệu mà chỉ có 4 cái loa thôi và 2 cái súp thôi và cả âm ly của nó nữa thì em sẽ review sau. Cái set này thì cũng đã giới thiệu đến các bác rồi. Đây là dàn light array của Nexo. Đấy, Gel 830 và Gel 805. Nếu như hàng mới thì giá trị rất là cao, còn đây hàng bãi nên là sẽ có mức giá rất là phù hợp để các bác chơi được những cái hàng đẳng cấp như này. Thật ra thì có rất nhiều thứ âm thanh mà cái giá trị của nó cùng phân khúc là cao Nexo. Nhưng mà nghe đi nghe lại thì em vẫn yêu thích cái màu âm của Nexo, cực kỳ hay luôn. Và đặc biệt là cái súp này, một cái thiết bị mà nó tạo ra một cái âm bát phải nói là cực kỳ là làm em gọi là nghe xong một phát là không muốn gọi là dừng lại luôn. Ok, và các bác phải xem luôn là hình thức của loa đây. Đây, báo cáo các bác là hàng chưa cần vệ sinh nhiều các bác nhé, nhìn nó rất là đẹp rồi. Đã chơi đến được những cái đồ như này rồi thì hình thức cũng rất quan trọng. Ngoài chất âm ra thì hình thức còn phải rất là đẹp như này. Và zin thì có lẽ là không cần phải nói rồi đúng không ạ? Đây, anh Trung quay đằng sau các bác xem. Nguyên tem mác luôn. Và đây là cái date của nó rất là cao các bác nhé. Date là 2018. Đây là con Gel S830 này. Và ở đây là con Gel S805. Được chưa? Đây, đều date 2018 luôn. Quay cả 4 cái loa cho bác xem luôn. Chốt. Thật ra thì ở cái này nó sẽ có một cái giá để các bác treo lên. Nhưng mà ở đây thì không có cái đồ treo, là em để thẳng lên cái loa thì nhìn nó hơi kiểu là ấy một chút. Ok, và súp nữa. Súp đây là hai con LS18. Nếu mà giá mới của nó thì hiện tại một con súp này đang có giá khoảng tầm trên 90 triệu một chiếc. Và súp là đời 2017 các bác nhé. Với cái set này thì hàng bãi nên là cả bộ, cả âm ly, cả mixer, cả mic của nó thì mới chỉ có hơn 35 triệu thôi. Một cái mức giá mà em thấy là rất là ok, các bác sẽ mua được rẻ hơn ngoài thị trường khoảng tầm trên 200 triệu cho một set combo này. Và ngay bây giờ thì không đợi để các bác đợi lâu nữa, mời các bác lắng nghe ngay chất âm của Gel S830, S805 và LS18 của Nexo. À quên, một thiết bị nữa, nếu mà không review thì thật là sự thiếu sót. Đấy. Nếu như cái dàn Nexo này mà các bác ghép với những con âm ly khác ấy thì nó không thể nào nó ra một cái màu âm chuẩn được. Mà ở đây là em dùng con 4x1 MK2 các bác nhé. Trong con này thì nó có luôn crossover rồi. Đấy, nên là phải chơi với những cái hàng này nó mới ra chất được. Cái set này thì các bác có thể ghép với 4x1 MK1 nhưng mà nhìn nó sẽ to và nó xấu hơn. Nhưng con 4x1 MK2 này thì nhìn hình thức nó đẹp hơn và nhiều tính năng hơn. Nhưng mà ngược lại thì cái mức giá nó cũng cao hơn khi các bác mua với những con 4x1 MK1. Đấy. Ok, lên nhạc. Ok, và mời các bác cùng thẩm âm bên em nhá. Nghe thì rửa tai là các bác ơi. I didn't know.
bản nhạc Việt Nam đi, để các bác nghe đi. Rất âm của bọn này thì thôi có lẽ là em không khen nữa các bác nhé. Vì khen hơi thừa. Quan trọng là cái các bác có đủ điều kiện kinh tế và sở thích về cái dòng này không thôi. Còn nếu mà để nói về chất âm ấy thì theo em là không có từ nào để gọi là chê nữa rồi, hoặc là để khen nữa rồi. À ơi, em đi lấy chồng, anh vẫn một mình. À ơi, tao dùng sân đình, thương anh một mình. Một mình nhớ em. Quê nhà tôi ơi, xứ đòi xa vắng, khói chiều mênh mông, sông Đà buông nắng. Nhớ thương làng quê, lũy tre bờ đê, ước mơ trở về, nghe mẹ hiên ru bên thềm đá cũ. Quê nhà tôi ơi, con đường qua ngõ, bóng mẹ liêu xiêu trong chiều buông gió. Nhớ thương đàn con, biết phương trời nào. Áng nâu mùa đông, thương mình lận đận, đêm buồn mẹ ru. À ơi, hoa bay lên trời. Ok, vừa rồi thì các bác đã được lắng nghe cái chất âm của cái set Lay Array này. Phải nói là cái set này thì không biết dùng từ nào để diễn tả rồi. Và nghe nhiều cái dàn này mà nghe xong cái chỉnh mấy cái loa China thì rất là khó làm, bởi vì luôn luôn là mong muốn nó chất âm nó được ngang cái này, nên là nghe ít thôi, thẩm âm ít thôi các bác nhé. Ok, vừa rồi thì vừa giới thiệu đến các bác cái set Lay Array này rất là ấn tượng của Nexo, và hàng thì cái đết rất là cao các bác nhé. 2017-2018 bác nào có nhu cầu thì alo ngay 6 thanh nhá. Và ngày mai thì em sẽ đi lắp đặt cái set Lay Array này cho bác khách rất là chất chơi ở Bắc Giang, và các bác cùng chờ đón theo dõi nhá. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bác trong clip tiếp theo của Sóng Âm Thanh. Chào các bác nhá.